Chương 64, vỡ mộng lẫn nhau. Vạn vật trong các tầng trời và vạn vật dưới đất đều tán dương tôn cao Allah, quyền thống trị đều thuộc về một mình Ngài, mọi lời ca tụng và khen ngợi đều là thuộc về Ngài, và Ngài là đấng toàn năng trên tất cả mọi thứ. Chính Ngài là đấng đã tạo hóa các ngươi, hỡi nhân loại, nhưng trong các ngươi có người không tin và có người tin tưởng vào điều đó. Và Allah thấy rõ những gì các ngươi làm. Ngài đã tạo ra trời đất vì chân lý và Ngài đã tạo hình thể của các ngươi và làm cho hình thể của các ngươi đẹp nhất. Và rồi đây các ngươi sẽ quay về trình diện Ngài. Ngài biết rõ những gì trong trời đất và biết những gì các ngươi che giấu cũng như những gì các ngươi bộc lộ. Quả thật, Allah biết rõ những gì trong lòng của mọi người. Hỡi những kẻ đa thần, lẽ nào thông tin của những kẻ vô đức tin thời trước các ngươi chưa đến với các ngươi sao? Những kẻ đó đã nếm trải hậu quả tồi tệ từ những công việc của chúng và chúng sẽ phải chịu một sự trừng phạt đau đớn ở đời sau. Đó là bởi vì các sứ giả của chúng đã từng đến gặp chúng với những bằng chứng rõ ràng, nhưng chúng nói, liệu một người phàm tục có thể hướng dẫn chúng ta ư? Vậy là chúng đã không tin và quay đi, và Allah không cần đến chúng bởi Allah là đấng miễn cần, đấng đáng được ca ngợi. Những kẻ vô đức tin tuyên bố rằng chúng sẽ không được dựng sống trở lại. Ngươi thiên sứ Mohammed, hãy nói với chúng, không như các ngươi khẳng định, ta thề bởi thượng đế của ta, chắc chắn các ngươi sẽ được dựng sống trở lại. Rồi các ngươi sẽ được Ngài cho biết về những điều mà các ngươi đã làm. Và điều đó đối với Allah thật dễ dàng. Vì vậy, các ngươi hãy tin Allah và sứ giả của Ngài, và hãy tin vào ánh sáng Quran mà ta đã ban xuống. Quả thật, Allah thông toàn về mọi thứ các ngươi làm. Ngày mà Ngài sẽ triệu tập tất cả loài người cho một ngày đại hội. Đó là ngày của người thắng kẻ thua. Bất cứ ai có đức tin nơi Allah và hành thiện, Ngài sẽ xóa những điều tội lỗi khỏi y và y sẽ được thu nhận vào các ngôi vườn thiên đàng bên dưới có các dòng sông chảy, nơi họ sẽ sống mãi mãi. Đó là một thành tựu vĩ đại. Ngược lại, những ai vô đức tin và phủ nhận các lời mặc khải của ta, đó sẽ là những người bạn của hỏa ngục, chúng sẽ sống trong đó đời đời kiếp kiếp. Và đó là một đích đến vô cùng tồi tệ. Không một tai họa nào xảy ra mà không do phép của Allah. Ai có đức tin nơi Allah, Ngài sẽ hướng dẫn trái tim của y, quả thật, Allah là đấng biết tất cả mọi thứ. Các ngươi hãy tuân lệnh Allah và tuân lệnh sứ giả của Ngài. Nhưng nếu các ngươi quay đi thì các ngươi hãy biết rằng quả thật sứ giả của ta chỉ là một người truyền đạt lại một cách rõ ràng và công khai mà thôi. Allah là thượng đế duy nhất, không có thượng đế đích thực nào khác ngoài Ngài. Vì vậy, những người có đức tin hãy phó thác cho Allah. Hỡi những người có đức tin, quả thật, trong số người vợ và con cái của các ngươi có người là kẻ thù của các ngươi. Do đó, các ngươi hãy cảnh giác và coi chừng chúng. Nhưng nếu các ngươi lượng thứ bỏ qua và tha thứ cho chúng thì quả thật, Allah là đấng tha thứ, đấng nhân từ. Thật ra, tài sản và con cái của các ngươi chỉ là một sự thử thách mà Allah muốn thử thách các ngươi. Và các ngươi hãy biết rằng ở nơi Allah có một phần thưởng vô cùng vĩ đại. Vì vậy, các ngươi hãy kính sợ Allah nhiều nhất có thể theo khả năng của các ngươi hãy nghe và vâng lệnh, và các ngươi hãy chi tiêu theo cách của Allah, nó tốt hơn cho bản thân của các ngươi. Nhưng ai giữ bản thân mình khỏi sự keo kiệt, ích kỷ thì sẽ là những người thành đạt. Nếu các ngươi cho Allah mượn một món nợ tốt, Ngài sẽ gia tăng nó lên gấp bội cho các ngươi và Ngài sẽ tha thứ tội lỗi cho các ngươi bởi vì Allah là đấng ghi công, đấng chịu đựng. Ngài là đấng biết điều vô hình và hữu hình, đấng chí tôn, đấng thông thái.